Sáng nay, 1,3 triệu học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã nô nức đến trường sau gần 3 tháng nghỉ hè. Riêng về khối mầm non, ngày tựu trường sẽ diễn ra sau 2 tuần nữa. Tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1, hơn 250 học sinh lớp 1 đã có mặt ở trường từ rất sớm. Để tạo tâm lý thoải mái cho các con, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như là tặng quà, đố vui có thưởng, giúp các con tự tin bước vào năm học mới tại một môi trường mới, cấp học mới. Các trường tại thành phố Hồ Chí Minh trong sáng nay dành phần lớn thời gian để các em học sinh gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm, tìm hiểu nội quy và thời khóa biểu. Việc dạy và học được trường tiến hành theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với từng cấp học. Dự kiến năm học 2019-2020, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1,7 triệu học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông giáo dục thường xuyên. Tất cả bậc học này sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5 tháng 9.